Vâng, hôm nay đi gỡ chim cho các bác xem đây. Hôm nay là ngày 30 tháng 10 đây. Mưa đây. Mưa cả đêm. Từ ngày hôm qua. Bác ạ. Thời tiết thay đổi chán quá. Gà nước đang đi mạnh đấy nha các bác nhá. Gà nước có đi đấy. Anh em nào đánh gà nước phải đánh đi. Gà nước đang đi mạnh đấy. Gà nước đúng không? Không phải, ngày hôm qua đàn đấy là đàn đấy, đàn chim ngoái. Ngày hôm qua đàn chim ngoái chiều lúc bật đài lên các bác ạ, khoảng tầm hơn 100 con, bay là gần sát lưới luôn. Mưa quá chị. Các bác hôm nay anh em kiểu gì chả có, không có mới là lạ. Nhiều thì cũng có thôi nhưng mà ít thì cũng phải được vài con là cái chắc chắn. Gà lướt đi đấy nhé các bác nhá. Ở đây còn gì nữa đây? Mai lục. Mưa quá. Chim kém quá các bạn ạ. Chích bây giờ chắc đi thì chỉ gọi là đi lác đác thôi chứ cần không đi rộ nữa đâu. Có anh em nào đánh chuyển thêm gà nước đánh hay đánh rét này đánh thêm gà nước đi. Gà lướt này cái thằng em nó cũng cho đấy nha. Nó cho mình tiếng đấy. Thằng em Phạm Thủy ấy, nó đưa tiếng đấy. Nó bảo em hôm em đánh được qua 9 con cơ. Thế bảo anh lấy em gửi cho. Bảo ừ thế gửi cho anh đánh. Đánh. Tiếng này cũng được đấy. Tiếng ăn chim đấy. Thời tiết mưa quá thì quý vị các bác ạ. Bánh chim này kiên trì tí các bạn. Đôi khi cũng ngày có ngày không ấy. Lên trên kia kìa. À, lên trên kia có một con nữa kìa. Này con à, ừ ra rõ con cá nước này cũng được. Thank you.
gà nước Ấn Độ đang đi mạnh đấy nha các bác nhá. Các bác là đánh gà nước thì đánh. Rẽ đuôi xòe thì đây lại tạm nghỉ rồi. Vâng ạ. Vừa qua các bác ạ, vừa quay xong là lại vừa phải chia máy này. Đây nha, đây là một con gà nước nữa nha các bác nha. Lên trên cái đài trích trên kia kìa. Hình như trên đấy có một con nữa. Hả? Hình như trên này có con gì kìa. Đâu? Trên gần gần ra chứ. Dạ. Kéo để ý. Đi thì đi hết được nữa nhưng chứ nhẽ lại thoát. Thế đi ra đấy. Đây ra đấy xem nào. Quá các bạn. Tiếng gà nước của thằng em nó đưa cho đánh hay phết đấy các bạn, ăn tiếng đấy. Phạm Thủy. Kinh nhỉ, dối ác thế nhỉ. Kìa nó xoắn cái kìa đấy. Thế mà lắm con vào trèo kinh thật ấy. Đâu? Thế ra cỡ luôn ở đây đi.
Dễ là mấy ngày nay là hai ngày nay là không đánh nhau các bác nhá. Nhưng mà được một con tự vào kìa. Dễ hai ngày nay là không đánh đâu, dễ tôi sửa hai ngày nay không đánh đâu. Đây ngày hôm qua chú Tâm mấy ngày hôm kia, ngày hôm qua đánh gà nước. Mới lại tối ngày hôm qua. Gà nước bây giờ đang đi mạnh chú Tâm về gà nước. Đi chích các bạn. Nhưng mà chích bây giờ sẽ kém rồi. Có một thằng em nó nhắn nó bảo mình là anh ơi anh chỉnh cái loa nhức như thế nào. Đấy hôm nay mình ra mình sẽ chỉnh cho các bạn xem. Đây mới thấy ông này màu hơi đỏ đỏ nè. Cũng già già rồi đấy. Em nó bảo là anh ơi anh xem anh chỉnh cách loa như thế nào. Mình cũng có thấy một cái đấy là cái hay để cho anh em. Biết. Em mày mở cái lắp ra cho tao, từ cẩn thận ướt hết bây giờ từ từ đã. Đây nhá, anh em nhá. Loa thì quay về hướng bắc nhá. Cái phòng loa toa này nhá. Đấy nhá. Còn một loa chắc quay về hướng chích bắc nhá. Đây nhá quần. Đây. Để cho anh em biết nhá. Đây này. Chép bát 50-50 nhá. Tiếng mình cũng chỉ có để 50 đấy nhá, nhìn thấy chưa. Đầu âm ly đang chạy đây nhá. 263 về nhá. Đấy, anh em nhìn thấy chưa. Không có cứ bảo là bác cái bát chép chỉnh thế nào. Đây nhá. Đấy, anh em nhìn thấy chưa. Đấy nhá. Loa để chích chích chéo lên nhá anh em nhá, nhìn thấy chưa? Đấy. Mưa. Anh em hôm nay kiểu gì chả có chim. Nhiều thì không có nhưng chắc cũng phải được vài con là chắc. Chứ ngày hôm qua thì không ăn thua. Ngày hôm qua hình như được có
Ngày qua mình được có hai con, một con gà nữa, gà ấy sao nhỉ? Con gà đồng mái sao nhỉ? Em qua được có hai con chích với một con gà. Két không thấy nữa rồi đấy các bạn. Đúng gọi là mưa này nó cũng còn đỡ chứ bác ạ, còn che được quay chứ nếu mà mưa rào là thôi tịt. Không quay nổi, nếu mà mưa rào không quay nổi. Sâm hôm nay có anh em nào được không? Đây sâm không có con nào. Rét này anh nghĩ là sâm nó phải đi đấy, nhưng mà nghèo ấy. Vâng. Mưa quá nhỉ. Đây là sáo này các bác nhá, sáo còn bay lượn này mà, thấy chưa? Dạ. Đây này, hôm nay các bác vào ông mua này, gặp những thằng ngang à, đánh chim đây này. Hôm nay cũng được 5 con này kìa. Thế hôm nay trên đấy cũng được có mỗi 5 con chích à? 5 con là được, cái gì nữa? Cái của anh đâu? Anh lấy đấy. Ơ thế đấy, để cho anh thôi. Anh đừng làm nó gọi đấy gì. Ơ thế thì của anh rồi, tại vì anh gọi trước. Để lấy bao nhiêu? Anh lấy kém được. Anh lấy hơn thế. Thằng Lam nó bảo anh gì? Thế để cho anh đấy chứ không phải. Tại vì là anh cứ gọi từ sáng đấy, em không biết, em không biết. Em đã cứ tưởng hai, hai hai người là một. Lấy kem ra. Kem thì về nhà cơ. Thế đây em đến cho anh. Vâng, từ từ để em xem. Thế mà anh không nói thế này. Tiền. Được mấy con gà lước đấy. Bắt bắt hết ra đi xem nào. Chích đợt này màu nó về màu đỏ lắm anh ạ. Chích già đấy, sâm sen đấy. Thế tối qua không bảo rồi. Anh phải dặn đấy, không
một là em bán cho khách, hai là em đi nhập hết luôn. Yeah, các bác xem thấy hay đăng ký like và ủng hộ kênh của em nha. Em xin cảm ơn các bác. Hôm nay ngày 30 đây, 30 tháng 10 nha. Mưa rét quá này. Được bao nhiêu con đấy, bảo anh ấy. Anh Sơn nhỉ? Em lúc